tháng 8. Ôi là trời, nó bị dễ, nó dễ mất tên, nó không nhập. Ừ. Mặc lại em trên mũi luôn. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Chị Google đã bắt đầu đọc bình luận rồi này. Em đứng qua châm, em đứng qua châm với thiền anh nghe. Nào nào, nè, nói với đàng hoàng là ai thèm châm. Qua, để qua bấm like phát này. Cái người nãy em nói với anh á, anh chồng. Em mới mở cái, em thấy cái Quốc Khánh thì chỉ cái gì đó. À thôi kệ đi. Ok. Nói chung là ủa anh em mình có thấy gì cái anh bóp được mà. Ok. Ok, em xin bóp anh sau. À cũng quan trọng lắm này nè, thôi kệ mẹ đi. Hello Trúc Linh. Ai mà nhắn cái gì nhắn hoài vậy? À thằng chat, thằng nào chat đây? À anh Chun. Chun, thằng Chun chat. Em đọc chữ Chun này ba thì em mở Chun. Em Nguyễn Văn Tuấn, game này là game gì vậy ta? Game này là game rap nhé. G A F T, không biết tôi phát âm đúng không nữa. Đây nè, cứ đại đi. À, bà có buồn ngủ không? Hả? Vô game này ông già, ở đó mà ngủ hoài đi. Vũ Trần, hello em mình nhỏ. Hello anh, mọi người xem live vui vẻ. Em đi lấy nước uống cái bàn. Hết hồn. Đừng có vậy đó. Chuẩn bị giật mình. Nguyễn Văn Tuấn, chơi trên máy tính à? Đúng rồi, chơi trên máy tính mà. À bữa mình chưa có làm cái đồ. Trời bây giờ mới làm cái nửa, mới được cái nửa chiếc rồi á trời. Làm cái nửa chiếc đâu bán ăn rồi. Còn nguyên một chiếc lần em mày. Giờ sao nhỉ? Giờ sao? Ủa ý anh là sao? Máy điện thoại tự nhiên bị nước nó. Nhìn thấy ghét chứ. Đi thay đi em. Gì? Đi ép đi. Gì? Đi ép kiếm mới đi. Ờ em, nhưng mà em sợ nó bị bể ở trong á. Màu hy vọng là nó không bể ở trong. Má được rồi vậy nè. Là cái điện thoại cũ của em xưa nha. Em ngồi em nói vậy nè. Mấy đứa kia nói điện thoại tao bể này chứ kiểu em bảo là điện thoại tao xài mấy năm trời không bể màn hình. Gáy tối hôm sau nó nứt luôn cái màn hình. Gáy cái tội gáy. Em sạc pin nhỏ em nó đi vô. Đi vô nó đi vô xong chạy ra nó dưới cái gì vậy. Biết cục sắt chứ. Mà cái gì? Anh cho anh mượn metal với rap. Đây nè, đây đây. Metal nè, lại đây lẹ. Đây nè, anh kế qua đây nè, ở lâu. Giao rồi, giao rồi. Anh có bắn bút không bà? Không em. Chị chị đã bỏ quên đó rồi. Anh vừa xây mà anh phải vừa con có mập nữa. Ô là trời. Đồ ăn mình để đâu ạ? Đại ca. Ê đầu bếp ơi, đồ ăn mình để đâu vậy đầu bếp? À tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Trong cái thùng của anh đây này. Thấy rồi. Ok. Tôi, à đang cần làm bếp nè, anh đang ngồi không? Ở được không? Nhà mình có hai cái thùng bếp. Được không? Ê, không, tôi hỏi em tôi dẹp cái mền đi đi bà ơi. Ủa, quấn mền. Mà để chân đây gác nè. Ok chưa? Ok chưa? Chưa nha. Ngồi, ok chưa? Ok, hello Dũng thế này. Ngồi xíu, tính giờ đi ăn ngủ nha. Ok, xíu ngủ liền, ok.
mấy giờ ngủ vậy? Hello anh Đỗ Tùng Lâm. Ok, tính nghe. Bà Google này mới đọc. Cái có cái không là sao trời? Em hỏi em có chào anh. Là cái cây địa sơn à, thế rồi. Ba cái lông chim ở đâu thế mọi người? Nhà có nhiều lông chim lắm. À thấy rồi, thấy rồi. Là tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi sơn. Ủa khoan. Ủa vậy? Đây kiếm kiếm ra cái mũ đẹp không? Nhìn thấy kiếm cái mũ đẹp không? Nào để mua cho mày. Trời ạ. Để em chị Ok, đọc comment TikTok đi. Trời má có biết chữ đâu. Nó biết được mấy chữ à bà. Tuổi hơn 100 điểm. Gì vậy? Không biết hùng mà em gọi anh Chun rồi không bắt máy mà em không biết ổng nói em gì hết trơn á, tại vì em không có để điện thoại vô nghe. Em không biết là ổng có vô không đó, thấy để được mấy phút hay là mấy giây chứ lộn. À, điều quan trọng là màu đâu vậy? ở đây thấy là một chiếc gỗ. Hồi nãy em mới thấy màu đâu mà ta. Ủa màu đâu vậy? Hello Quốc Khánh. Đây bà bán bút sẵn bắn cái thầy thì bà Ở đây đi cho có chút chỗ này là màu vàng với màu trắng ở đây này. tôi. Ủa sao nãy tôi mở hết. Ông bị gì vậy? Đây 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 cái thùng ở dưới Ừ. chân cơ, thùng gỗ dưới chân đấy, thùng gỗ dưới chân đấy. À rồi ok. Sorry Đấy, con sorry cá mập này sorry. bà nội cha đó. Đây này Ok. Cái tủ này có màu xanh với màu đỏ này. Màu Cái xanh màu tủ đỏ cạnh nào cái tủ lạnh nhé. rồi thấy à ok Tôi đi chặt cây xoài nhé. người ta cũng chặt Cứ mang vậy. xoài. Qua lấy nào dạ. Đi kiếm cây xoài này. Còn thiếu màu đen nữa quý chị à. Không biết cái màu đen xong chưa ta. Cái máy chạy màu của em đâu à. Không có ai. Cái màu đen hả. Em đủ 10 điểm. Mà bà không bán nên giờ tôi đi đây. Bye bye nè. Ok. Ok bye mày luôn. Quá Sao này. luôn. Khoan kiểu gì trời. Khoan này khoan bê tông rồi. Anh ơi em muốn có màu đen giờ làm sao. Wow. Dạ có hoa đen không? Bây giờ làm màu thì cũng phải mất nước nữa chứ. Vậy sao em. Mình có ba hũ màu đen thôi. Em cho tàu nó đi về kiếm đường khác được không để cho nó chạy màu xong rồi anh làm màu cho em nhé. Hello anh Bữa nay em biết anh làm được không nữa, sao nãy giờ đó anh mở nó không lên được này. rồi vậy này đó hết cho mình làm rồi Thôi, khả năng lại giống ông hôm qua rồi. tan tan Cái xoài lên. tan Rồi, đó rồi. Oh no, để cái không được rồi, để kia nghe nó xấu với nhà tôi quá. Cái gì cơ? Để cái mà bên lan. No 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 Ok, nào no. truyền riêng luôn hả? Có mốt đập cái nhà bên đó lên cái Bay ông nhà. à ok mốt tụi Ồ, mình vậy đi mất nhà. công mất công ngăn xây cái nhà Chiều mấy đâu mấy hôm ông kêu đập đi muốn tập đi em đấm anh bây giờ nghe hồi nào không
nghe không Ủa mang anh thật. Châu, làm sao để mà cho nó không thấy được cái sợi dây nối như cái bè? Mày thấy chứ, Ủa nhưng mà em không muốn thấy. sao không được. Em Được. không muốn nó Được. thấy. Ở cái này không cần đi mà nó vẫn làm được nhé, chứ không cần phải đi đâu, để yên vậy nó vẫn làm. Chịu cái đó. Màu đen này có lấy không? Tôi mới thu lại ít màu đen Ủa, có màu 24 đen cái. hả? Trời Ờ, ơi, tôi chị thu được thấy 24 cái. xấu à. Vậy sao ta, cho cái bè. Hay cho cái đầu lái nằm dưới đi ha. Để xuống tầng 2 Không, nói xấu lắm cha. đâu, mất cái đồ lái quăng qua bên chính thầy cái nè. Ủa gì kỳ vậy cha? Ủa mắc gì Nó vậy? giống Mình phải thì buồn anh nó giống được chứ. cái hiền của anh nó hơi bị ngược của em á. Kéo Không neo ấy, rồi được không? không không ấy, mình đừng có dùng cái đó được không anh? Không dùng gì? Mình dùng cái cọc thường không được hả? Rồi mắc gì phải dùng cái cột đắt. Trời đất ơi, ủa quên nữa là sao ta? Chứ làm gì bà có chơi rap được đâu. Cục Ok, ghẻ mà anh kêu đang em cắt chịu được mà mua. đó. Ủa nhưng mà ấy em gì nè, là how to là mình để cái bánh lái nó nằm bên chỗ khác luôn, tại vì cái để bánh lái trên này xong cái nó có nguyên cái đường ống nó đi xuống á anh Châu, nhìn nó xấu à. Rồi, không mốt cái bánh lái rồi đem qua nhà anh được. Mắc cười quá à. Nó mới đẹp được. Làm Để gì nó vậy, được mở của gì anh. vậy? Nó làm gì vậy? Nó coi nó đâu. Đây nè. Vũ Tuấn Minh, Ngân Một Nắng. Lỡ thấy rồi thì dán đi. Một nắng là cái gì? Ủa anh Châu, Ngân Một Nắng là gì anh Châu? Đây có một đám không em. Ai? Vậy ai sửa cái cột này của em thì phải. Được chứ Hello. con ạ. Không. Cái này vẫn vậy Ủa, mà. ông chôn vô chưa ta? Không biết. Thì vẫn chưa hay sao? Ủa, mấy má thấy vô đi em mà. Nhìn thấy vô Ờ nè, đúng mà rồi, nhìn đâu có nhiều. màu đen này. Ở đây nhiều không? Được có 24 cái. Anh ơi, Anh làm sao? thử Không được nữa Không, không nè, đánh được cái đang mới lấy đồ của đó. em đó. Chôn. Chôn. Không tìm thấy hoa đen để làm. Đáng ngoài kia rồi, hoa đen đã có trồng đâu. Con chôn này kêu nghe rồi. Ông chắc đang ngủ. Trời ơi, anh mới thấy giờ giống như mà. Vậy kìa, ông đứng yên một cục kìa. Không có bông màu đen nè, rồi vậy sao làm trời. Màu gì vậy? Anh làm được nãy giờ anh đâu có xin đời em đâu đúng không? Nhìn mà sao mới chết được. Hả? Hả? Ban quyền bắt gì đi đi bé ơi. Bắp đi đó là vậy thôi. Có mình Hello. Thầy cái anh thay cái thầy bằng tâm huyết luôn á anh ơi. Không biết đâu.
em chơi một cái nhá. Không nhìn đấy được. Văn Quyền lại đi theo thầy Lộc xuống. Thầy đi theo thầy Lộc rồi. Rồi bây giờ đi đặt chân hả? Ôi trời ạ. Văn Quyền, bé Ngân mà đi là Sơn thì thầy Lộc lại ối rồi ôi rồi. Dạ. Yeah. Okay. Đi cái giác của cái nhỏ kia xem là gì, xem một cái nhát à. Nhìn trắng. Em không thấy chạy. Tụi mấy đây là đâu nữa mày? Không biết nữa. Gì anh? Anh Châu không làm được. Cái nào vô làm rồi. Sao anh Châu làm không được rồi kìa. Anh Châu được. Hết làm được rồi. Hết làm được. Cái đó cái gì? Văn Quyền, làm mai thầy nghỉ like, mặt cười lộn ruột. Tôi đi buồn ngủ nha mày. Ừ. Bây giờ mới có... Xin ừ. Giờ kém. Ừ, kể đi. Ờ, mình bảo nó cứ vô cái tủ lạnh nào không biết nha. Gì? Cứ vô cái tủ lạnh nào. Tự cái lái nha. Thôi đấy anh, tự để anh tự làm luôn. Quá. Ai vừa biết... bốn con chín cái màu đen thế này mới vớt gà đó. Tôi đang đứng trên lưng đó, nó trôi ngang qua mặt tôi. Nó bị gà rồi á, lấy đi này này. Ngân ông cầm đây. Thế tôi đang lấy mà, tôi đang chém màu nè. Bỏ vô thùng màu á. Đâu rồi anh Tê? Đâu rồi? Trời, đâu rồi ông Thận? Ủa đâu rồi? À! Rồi sao? Nó nổi lên. Nó đằng sau lưng anh cũng già. Hên á. Dí à, là đằng nhựa đi anh. Không. Em đưa nhựa cho anh Châu à. Nó anh nói chưa nó. Ủa gì á? Nhựa em lấy lại rồi. Em mất rồi. Ủa anh nó... Anh đã đưa em đâu? Em đưa cho anh rồi mà. Hai anh em ổn không? Không, cũng ổn, em mất nhựa rồi. Em có ổn không? Đó thiệt chứ.
Thế là đã mất rồi. Là mấy em có coi phim mà cái ông già mà đóng chiếc thuyền nó sẵn lũ lụt không? Hả? Có ông già trong trắng gì đúng không? À. Anh thấy anh nhắc cho một phim nữa đó, thấy ông già không? Anh là ông già đó. Được thật sự. Bởi vì kêu anh già là đúng rồi. Nghĩ nó tội. Vì thiền trưởng lão làng. Tại vì làm chứ chẳng gì. Ok, sao anh xây xong rồi, giờ anh hết lên cái là góc nhà được rồi. Em nhớ cái mẫu cũ và sạch phụ nữ hé lô. Rồi ngủ rồi bà ơi. Vô tủ kéo lên nha em. Ok. Hello phụ nữ. Ngủ rồi. Đây chưa? Ngủ hôm nay chưa? Ok. Ok. Hay không biết ơi. Ngủ đây hả? Được rồi. Vậy lấy đồ ra. Hay lại em bóc cái gì nữa vậy? Phụ nữ, này đổi ơ cao xem like. Thế em chấp nhận con nhé. Em cho anh con gì nữa. Em cứ bán nha. Cái chữ lộn thì đó hả? Ờ, tìm hai người kia chữ lộn đi rồi. Nên đổi đặt xem like. Ủa, wow. Ghê. Mưu điểm. Xin phép tịch thu cái này được không? Anh có cần thuê người chặt ra chặt. Đùm. Ông ơi đằng sau lưng ông nè, đằng sau lưng ông nè. Nè, đằng sau lưng nè. Đó kìa. Gì vậy? Từ đó, tôi đang... Mất cái gì nữa rồi? Không, lụm rồi. Mất cái gì? À, em đâu có biết là mình quên rồi còn mấy cái giấy để mình nó ấy sao? Ừ, em vứt ra cái nó wow, ịnh như một cục. Wow. Hồi bé yêu quýt rồi. Trong cái bàn nha, cái bàn đâu rồi? Bàn tôi có rồi. Đợi tôi xíu để tôi xay cho. Một, hai. Cái này thầy là chắc chắn không phải nó sẽ được. Kêu vào được kìa. Ở tầng 1. Tầng 1 màu trắng hả? Cái gì? Cái sơn này này. Nó không sơn kín được nhỉ? Nhìn nó sơn kín thì nó đẹp. Cái game nó đẹp cho sơn kín này. Cái gì vậy? Ông mỏng luôn. Ông mình này, nhìn tường có mấy cái vết này này. Ủa mình có thể nào dê dê. Dê cái dài, anh mới dê cái dài. Cái thiệt anh nó trôi sao nó đụng vô cái bè đó ngoài. Ủa chứ hỏi sao mà trôi được. Trôi nè. Ai đâu, mời đi. Ai What? Cái thuyền của ông kia bắt thuyền vào trong tảng đá vào cái đảo đó. Nó trôi vô rồi. Ủa đâu rồi, cái lò bếp mới làm xong rồi đâu rồi. Ây da. Hả? Làm tranh cùng nhựa với đụng mày. Cứu em. Cái mặt okay. Mới tám em mới rồi gì à. Đứa này em đang qua chưa? Em làm tranh nhựa với lái em anh. Ok. Ủa tại sao? Tại sao mà có thể là đụng. Ủa cái bè của anh đụng cái gì? Vô cái cái đảo này này. Cái đảo rồi. Mắc vào cái đảo này không đi được nữa. Ủa khoan. Của đuổi ơ cao cái còn có hai người bà vậy. Rồi, hồi nãy giờ tôi kéo neo tôi chưa thả xuống. Rồi, nó đi quá trời đi rồi. Nó đi từ cái đảo dịch vụ mới giờ nó lùi xuống đây rồi. Ừ, xong cái đảo anh. Cái nhà anh sắp chết dính với luôn kìa. Đi ra rồi, nhà đi ra rồi. Này đúng nghĩa thả trôi luôn á. Hàng gì tự nhiên cái đồ mình nó cứ đi không hiểu luôn. Đẹp mà.
Rồi cuối cùng nó được cũng để hi quá đẹp đẽ. Phiền rộng không là nó không? Cái gì đây? À làm trong này luôn hả? Hay là nó sửa? Anh này này này. Đâu rồi? Cái này cái này. Gì ông già? Này này. Nhặt 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 nhặt. Nào nào phát. Vô. Tôi uống rồi. Đi ra làm tiếp. Bây giờ chuyển hết bếp vào trong đấy hả? Đúng rồi. Ờ, vậy thì chắc chắn anh sẽ hoàn thành trước 10 giờ. Ok. Ủa hả? Một giờ anh mới nghỉ mà anh Châu. Chơi game như chạy KPI vậy. Ngồi dưới vậy anh. Ủa anh Châu, 11 giờ anh mới nghỉ mà. À quên. Anh chơi game gì chạy KPI anh Châu. Trời trời. Chơi game mà bà già. Bà hình dụ với người ta mới vào không vậy? Trời ơi sao không gọi. Ừ không quên. Là không để đánh lắm chứ. Tại vì mưa đó nè nó vậy đó. Cái kem à bà già, kem đâu? Người ta là cái trắng quá nè, từ. Ủa? Mẹ. Gì vậy? Em bỏ. Vụ gì nữa? Thôi. Để anh lên cấp đầu đấy. Đi không? Ừ. Bởi. Thuyền. Càng ngày càng ngày càng ngày không theo đuổi thiết kế đồ họa mà làm sơ chế mơ vô tính. Em nhớ là nhớ cái đá rồi này. Không theo đuổi thiết kế đồ họa mà làm sơ chế mơ phí. Ok. Rồi ok 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 ok. À... em biết xây này em cần nhiều lắm. Ê bằng ngân bằng ngân. Gì? Quay 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 cho hả? Cái chỗ này cháu này tôi đem một cái tủ to và chỗ tôi đang đứng này tôi để nhá, để đựng đồ ăn với các thứ luôn. Từ từ anh đừng đừng để tôi sắp nhà cho đẹp, đừng có đặt bờ tôi quấn nằm đó. Từ từ đi, đợi tôi chút tôi sơn cho cái này xong đó. Thì cần một cái tủ để cạnh để nấu đồ ăn được, bỏ đấy luôn, mọi người tìm ra đấy. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, hiểu chưa? Ông đừng có okay. Mà như vậy. Ok. Anh nói cái thuyền của anh đây, vậy đó mà anh ok với em. Đó. Nhưng mà sao mà bữa nay bão quá vậy? Thuyền nó to đâu thôi. Cửa đấy màu xanh à? Không có hộp nè. Ok, cửa gỗ đây. Ờ, em chưa có nhựa đó mọi người. Thấy chưa? Chưa hả? Nhiều lắm mà. À, không có chỗ để lấy nè. Bỏ tủ đi, cho chắc. Rất nhiều nhựa nha. Ơi ơi ơi, trời đất ơi, nước ngập. Đâu? Này, cái tủ lạnh này này. Không, nhưng mà từ ông từ. Ông này ổng gấp quá ta. Cái gì cũng phải từ từ chứ, sao mà gấp thế? Cái gì vua cho chúng thuyền trưởng vậy. Đừng có dính anh em ơi.
gì nữa vậy? Bù má nhức nách. Cái chỗ lấy thiền nằm đó đi á. Ờ. Cái chỗ lấy thiền cũng không có nhắn nữa. Cái gì? Vụ gì? Ôi, được, ok. Ok. Vụ gì? Cái màn hình ở trên mà cái bánh lái ở dưới vậy. Mình như cái anh thấy cái gì nó sai sai, nó lú lú ra ngoài đúng không? Biết lắm mà. Chết mẹ rồi, bây giờ mình quên cái bảng mẫu của cái bếp kia giờ sao? Giờ tìm đâu giờ? Cái bếp. Cái bếp mà cái nhà ba tầng nhiều đợt bữa mình xây đó. Mọi người cái khúc này xây sao bên mẹ rồi, cứu em ơi. Chết mẹ rồi, cái đó anh đâu biết đâu, cái đó là anh cháu. Cứu mẹ, không có nhớ gì hết. Anh nhớ xây cái bếp không? Mình quên hết tiêu. Tự nhiên quên khúc đó rồi. Đâu chú vô, chú vô. Vậy sao ta? Vậy sao vô, vậy? Vô. Lúc gầu mà quên là nó nằm ở đâu rồi, sao mà tìm? Nguyên Anh Tuân, hé lô bà già. Nhớ rồi hả? Ừ. Em cứ nhớ mới nói anh đâu. Quên luôn. Nhớ nói anh làm gì? Vậy sao ta? Quên. Khúc này là cái gì ta quên mẹ rồi. Nhưng mà ở chỗ này thì nó xây cái này rất là đẹp, nhưng mà mình không có thể nào đúng theo được. Tại vì sao? Tại vì là mình không đúng được. Wow. Tôi quá. Đúng là một câu gì hết mới nhẹ. Hợp lý. Mời đếp. Tìm rồi. Hình như là cái này thì phải. Ui, sắp tìm ra được. Đấy, nó đây, căn nhà màu tím gửi tìm sim. Đây. Dành cả thanh xuân để đi kiếm bản thiết kế nhà. Ấy, anh nói vậy, nói gì tao biết hết. Đây, thiệt ra là thì đây. Sao tự nhiên mình để cái bản này ngu dữ ta? Thôi, đi lên nó bị kẹt anh. Cút mẹ mày đi. Ngắn lại. Dạ. Không, nếu vậy thì nó sẽ có cái cục này. Sao ta? Nó sẽ như này nè, nhưng mà nó cứ cái gì đó nó kỳ kỳ quá ông ta. Ê, trời, còn mất. Anh mất nửa chiếc rồi mấy em ơi. Cái gì? Chiếc tranh kia bình oxy trước đi. Đâu? Ở đâu rồi? Để để chuyên viên đập phá qua cõi lọc phòng. Cái thiền anh đi vô hơi khó nha. Đâu có, chút xíu anh tách ra riêng mà. Anh tách ra luôn hả? Tách ra riêng mà, người ta ở riêng mà. Chút xíu đi zip line. Chút xíu đi zip line qua mà. Quá trời quá đất rồi. À, mèo cu. Sao ở đây nó lủng lỗ vậy anh? Chưa xong thì chắc. À, gắn bánh lái hả? Gắn bánh lái hả? Để lên trên đi. Ủa? Anh đang thắc mắc cái đường lên đúng không? Nè, bên hông nè, bên chút xíu bên thầy của thầy. Chút bên thầy của thầy. Nè, nước nè. Anh có nước rồi, qua cái tiền này là khó rồi nhá. Cái này nè, đó, xui lên đây nè. Cái này được chưa ta? Đù, hay vậy à. Trời ơi, thiết kế đỉnh, thiết kế đỉnh nha. Chút xíu anh mới làm xong. Được không? Cái này mà dòng thứ mà máy lắc cái đi không biết được, cái tự nhiên lọt xuống không biết tại sao. Nhất là em đó anh. Vậy đây, em cũng lắc á anh. Sao em không biết cái gì mọi người. À nãy em chinh thuyền em mau em vô lại cái em ở đâu dưới đáy biển luôn à. Không mẹ nó. Chơi kìa. Hello Nguyễn Tiến, hello chị Mê. Chị Mê thấy em xây nhà đỉnh không? Không. Nè, đừng có như vậy nha. Cho em xin cái bông màu đỏ. Cục đá, cái này. Bếp.
1, 2, 3 Muốn đi xem bài tính chích bò, bò làm đẹp thiệt. Heo. Ok, ok. Từ từ từ. Bông bông màu đỏ, bông màu đỏ, lấy bông màu đỏ mới được. Cho anh chôm hai cái gì vậy? Cái đồ bơi của em không? Dạ. Anh nói gì? Không phải anh lấy, để không anh lấy. Gì cha? Ấy, cái này phải cho cái bông. Anh đang cho lúc nào vậy? Tính ra anh say luôn à, tính ra anh say luôn à. Nói hoài. Có gì đó sai sai. Có gì đó sai sai. Từ 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 chi mà sai nó mổ nè. Ta 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 ta. Không biết. Dạ. Đừng đừng. Ôi dạ. À, em không biết đừng hỏi gì đó. Ủa tôi cũng đang có biết cái này đấy. À cái nến nữa là cái này. Mẹ em dẹp rap mẹ rồi. Xanh này. Xanh quá ta. Có cái gấp cái đầu từ đó. Vụ gì? Ô gấp. Vụ gì? Làm sao? Em đang tính trồng cây như này được ta. Trời ơi. Cái tổ là bằng gì? Ê được á. Ý kiến mình đỉnh dữ. Trời má ơi nó sáng quá. Cá của má tôi. Ôi là trời cứu tôi với mọi người sáng quá. Bị sáng quá nè đúng không? Ôi trời ơi con mắt quá. Rồi giờ sao giờ làm sao giờ làm sao cho nó bớt cá bây giờ. Sang cho ló dữ à. Ừ chó à, thiệt nhá. Em nói thiệt anh. Chó thì chó luôn. Vậy là mình đâu có cần một cái này không ta? Đâu cần. Đâu cần đi chó đẹp. Nhưng mà chỗ này làm sao mình nó cháo quá nè. Giờ làm sao giờ ta? Làm mình sớm này chúng ta màu đen. Đâu? Cái nào đâu? Đó, sớm cho nó màu đen. Ủa cái gì vậy cha? Bỏ vô cô làm cái gì vậy? Cái nào chói, cái nào chói đâu lại gom luôn. Như này là nhanh nhất. Như này là nhanh nhất chói nhất. Cái này gom lộn của em. Cái gì mà có năm mắt vậy được không? Anh gom đem lên thiền luôn. Không bên cam không em ơi. Tính là chói của anh gom qua thiền anh. Thật lý. Nghi lắm mà tự nhiên. Anh lấy gì vậy không? Đâu có nào chói đâu. Đè vô ít cục mất tiêu luôn. Cái như này được không ta? Nhìn như này nhìn có sến quá không nhỉ? Như này nhìn nó bị sao sao quá thôi. Vậy chán hết đi. Nhìn cái gì lẩm chởm ha. Làm gì lẩm chởm? Cái nó lại đó. Lẩm chởm. Ok chưa? Màu đẹp. Cái tủ lạnh. Ê, anh nào còn dư ba lô bê tủ lạnh một tủ lạnh nha chứ không phải tủ màu xanh. Cái tủ màu xanh á chứ không phải tủ màu xanh. Ok, nói tủ màu vậy? Xanh, nó không phải là cái tủ màu xanh. Cái tủ lạnh màu xanh á. Nó ghen che bởi cái tủ lạnh màu xanh. Bây giờ phải bỏ đồ ra đi, bỏ đồ ra đi, bỏ đồ ra mấy cái thùng thế này rồi. Ê, ông lấy vô rồi, ông búa cây cho tôi mượn đi. Whose case chưa? Whose case? Vứt ra đừng đặt nha, đừng đặt nha, đặt tại vì la nha, rồi xong rồi. Đấy đi ngon. Cái gì vậy anh? Từ từ chị vậy đó. Là mất đó. Từ 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 để làm để mình ở đâu ta? Không mày xấu à.
Ông nội nào nói thì nghe đâu ấy. Đi lại cái đảo nhiệm vụ. Nãy tôi lỡ tay xong mới đi nguyên đường luôn. Lỡ cái trôi 2000 mét luôn rồi. Hay thật. Đảo thiệt chứ. Chắc chỉ là 10 điểm. Sao đâu 2000 mét nó để cho anh Châu chạy KPA kìa. Thì anh chạy xong. Anh chạy KPA. Chạy KPA. Chúng ta để cây ở đây là một cái gì đó sai lầm. Dạ. Không được rồi, cây này xấu quá. Ta 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 ta. Để đỡ đi chứ không có đường mà lần. Đây. Tủ lạnh này giờ thì để đây có biện trộm ta. Như quà hành lạnh ít chứ vậy. Có anh Châu, anh Châu trộm á. Nè chơi đừng cái trộm chứ lạnh cây nè. Giờ còn cả phòng trộm nữa thì được rồi. Được cái coi. Đừng, đừng có bỏ đầu vô nha, em đang suy nghĩ. Từ từ để suy nghĩ. Nhớ bà già ghê nhỉ, ghê trời. Hai căn nhà tâm huyết mà okay. Nhớ cái nhà của em. Nhà của em hả, giờ không biết đi gì nữa đâu rồi. Em, cái nhà của em nó giống như cái nhà ông này không, từ từ. Kè, đứa nào quay dữ vậy. Lắc rồi anh ơi. Ai quay vòng vòng cái thiền đó. Ai vậy, ai say vậy. Ê động, ai cho nó đi một vòng vậy. Ai say. Lột, nó lột. Mình lát rồi mày để yên coi. Rồi, chỉnh giùm mi. Rồi đó. Khoan. Được rồi. Không, nó lệch phải rồi. Qua phải xíu. Thì cái này thiết kế cái đồ bánh lái đỉnh thật sự. Tôi đó ông già. Qua phải tí đi. Rồi. Rồi, ngừng. Dạ. Nhớ quay nhưng mà nhớ cái thiệt anh đó nha. Đừng cho nó va chạm nha. Ok đi hẳn. Em nói nghe nè, tưởng tượng mà cái game mà nó bị lỗi á, xong cái tới va chạm thôi thì nó mất tiêu không sao bao. Không, nhiều khi nó bị cắt, nó bị cắt ngay cái cầu á. Má say cái thuyền cái kiểu gì ông già, không lên được nè. Anh Châu cái mặt cái gì? Chạy lên, đó. Không. Sao vô? Là nó sợ vô, cứ sợ gì không? Thấy sống chân nha, bên gần quên xếp rồi. Đó thấy chưa, ổng say là mình đâu có chui vô được đâu. Anh Jun. Jun này nè, Jun này nè, Jun này. Em mới đục cái nhà của okay. Anh. Để mình vô, đó, như này mới vô được nè. Hồi nãy anh đục ở đây là không có vô được. Nè, nhảy qua đây coi, nhảy qua đây coi, nhảy qua đây coi. Ở đây nè. Đó, người ta nhảy vô được nè, gì? Đây nè, cái đường lên đây nè. Không lên được quá đục không, ý em là người ta bên kia người ta nhảy qua đây, anh xây bít cái này sao mình ta nhảy qua được. Ê cá mập cá đục không nên để tí nữa qua ai giúp leo qua, đi giúp leo qua, đi giúp leo giúp lai, giúp lai nhầm không, ở đây chúng ta không có nhầm được như thế. Ủa sao giống thuyền cái phe vậy bậy nha, luôn chưa vô chưa lại tới biển nữa chuyện này vậy. Đây là cái ủa anh gót rồi hả? Ủa anh rồi hả? Ủa anh rồi, anh còn bơi chết mạ nè. Trời, dừng em cũng mới rớt xong đấy anh. May là chưa khởi động động cơ đấy, không cần đi đi luôn. Ủa động cơ khởi động rồi mà cha. Động cơ đang chạy nãy giờ mà. Anh chủ anh chưa lên nữa kìa. Tắt đi em. Còn 4 cái chưa khởi động mà. Không tắt hả? Ủa anh Chun, tới chưa? Hả? Chưa. Neo đi neo lại. Rồi hả neo rồi. Rồi. Ủa nhưng mà tại sao? Tại sao ông xây cái thuyền đó? Sao đâu sao bây giờ nhá,
Bây giờ tưởng tượng là xây xong cái thuyền thì tàu chúng ta sẽ ở trước mũi cái thuyền này. Đúng rồi. Có thấy sai không? Mấy mốt đọc cái nhà của mấy ngăn. Bậy à, bậy à, bậy à. Ảo à, cái đó ảo lắm rồi đúng không nhà. Cái đó ảo lắm. Mấy, mấy đêm là anh. Đừng có nghĩ nha. Em đóng anh đấy ạ. À. Tại mấy ngăn xây lâu chứ anh xây nhanh lắm. Kệ anh đi. Không chứ chưa đập xây qua đây cho mấy ngăn. Không cần. Đây là tâm huyết người ta mấy ngày rồi đó ông già. Đừng có vậy chứ. Em có tất cả. Không. Chúng ta đừng nên như thế được không? Cái là gớt đổ trần kìa. Trời ơi. Ai lụm đi cũng lụm thôi. Trời ơi, đỉnh vậy. Mình giàu. Khi người giàu nói chuyện. Đúng chất người giàu nói chuyện. Chúng ta không nên xây một cửa sổ nằm ở đây. Khi ta nghèo, một miếng gỗ là vàng. Khi ta giàu, bà mẹ trong miếng gỗ kệ bà nó gớt mất mẹ hồi lặp lại. Không nhận đổ cho nhanh thiệt chứ. Không. Thế nhưng mà sống đèn mà. Cái gì? Mấy cái công thức đồ ăn ấy, cứ nãy vớt ra không trôi mất cái món mà nấu được nhiều mấy cho đấy. Cái tờ màu xanh ấy. Món ấy biết món gì luôn. Cái tờ màu xanh ấy, cái tờ công thức màu xanh ấy. À biết rồi. Trôi mất rồi. Cái mà có cái khử độc á. Trôi mất rồi. Thì thôi ông ơi. Tự chế đi ông. Thay được phần dưới rồi đó, còn hai phần trên nữa thôi. Chế xong có mình ăn thử một cái. Ừ. Mình chết thì bỏ anh giường người ngủ dậy sống lại. Mười đêm. Cái tủ lạnh là để đây đúng không? Không nha, đây coi lại mẫu. Không sao đâu. Anh không xài nó ăn nha. Ok. Ông xài hết anh xài hết á. Anh em bị đừng sao á. Rất là thu đem qua nhà anh chút vậy đó. Chứ nãy em thấy cái màu anh chạy qua anh gom cái bếp về. Mà giờ tính về bên thuyền bảo là em thấy cũng cái màu đó. Á đồ. Đỉnh vậy. À anh cho ngắn gọn xuống tích lắm. Một mà vô. Đâu cái nào chói đâu. Nào đói đâu. Ok. Ok. Tính chạy rồi. Thì ra, có người muốn chân đầu của tôi. Mấy chế tạo lẹ lắm mà. Ủa đâu tạo? Nằm tạo lắm đó. Mình làm được cái zip neo qua thuyền trong kia thôi. Chưa, để làm xong mới hả? Mới làm zip line được. Đang qua thì chẳng đu qua được thuyền trả được thuyền. Cần view nha. Giờ làm sao? Yeah. Thank you. Oh, các bạn thiết kế là hết rồi đẹp nào. Ok, chốt đơn. Hello ông Luân nha. Cái giọng ở đây tôi không có. Ê có ông nào ở hàng kìa. Để tôi cất cái này vô. Mm-hmm.
Mất rồi cái điều cười sơ của tôi. Ê, dạ không có mất cười. Hello Hoàng. Hello. Ules. 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 Nếu mà nhắc từng tầng 5 thì em nhớ xếp mấy à? Dạ. Không, mọi người ta 5 phút. Cứ 5 phút mọi người nhắc em đi để em biết. Cái mà không xếp lại em cắn lử luôn á. Anh nói anh xe lại mà. Mai cho xe lại anh. Ê, cái vụ gì vậy, vụ gì vậy? Ổn không? Thì biết tìm tìm á, bao giờ ông xây gần xong rồi chúng ta ao ra. Ngân ao vào lại. Lát nè, ông nọ mẹ lát. Rồi, có dấu hiệu rồi. Lát thật sự. Cool story, lát quá. Có hề, à không, để tôi tự luôn. Chưa, từ cho anh mượn cái tủ lạnh nhé, ở đâu rồi? Có đồ á. Anh tự xử được không? Ê lát quá nè. Từ từ để tắt like. Được. Không biết nãy giờ có ai nhắn cho mình không ta. Giờ 8 phút mới bay. À, chưa. Hú hồn. Không, bữa nay không chơi bút đâu. Chứ không có bị PC. Vậy cha đừng xây nhà. Báo không à? Có, em xây nhà xong rồi, anh chuẩn bị nè. Gì? Bị đi đâu anh? Cái nhà lắc thế. Nhìn đâu tóc biến tóc biến nhìn một cười thôi. Chưa được cái nhà anh đẹp cái lắm luôn á mấy anh. Anh đẹp nói anh không? Hãy lo xoay đi. Ủa nhưng mà sao lát với ta?